Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại kênh YouTube của mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn. Thì chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về chủ đề là cây cải thề nha các bạn ha. Thì để mình nhổ một cái cây lên cho các bạn xem, rồi sau đó thì mình sẽ quay tổng quan và mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình khi trồng cây cải thề nha các bạn. Thì đây là một cái cây cải thề nha các bạn. Thì cái cây cải thề này là mới trồng được là khoảng là 20 ngày nha các bạn ha. Thì hôm nay mình thấy nó lên tươi tốt rồi đó, thì nên mình quay cho các bạn xem. Thì muốn trồng được cái cây này các bạn, thì đầu tiên thì các bạn phải mua hạt giống về. Thì hạt giống thì các bạn có thể là mua tại các vật tư nông nghiệp các bạn. Thì khi mà bạn mua về á, thì bạn nên ngâm qua cái nước ấm là khoảng là 30 độ C nha các bạn ha. Và ngâm trong vòng 4 tiếng đồng hồ á. Rồi sau đó là các bạn là hãy gieo đều lên cái luống của mình nha các bạn ha. Và ở đây là bạn nên là gieo thưa nha, thì để cho nó lên đều nha các bạn ha. Và cái thời gian gieo á, thì các bạn nên gieo vào cái lúc buổi chiều á, thì nó sẽ tốt hơn nha các bạn ha. Sau khi gieo á, thì bạn nên là tưới nước đều để giữ cái lượng độ ẩm cao nha các bạn ha. Rồi nếu mà các bạn có điều kiện nữa thì các bạn hãy lấy rơm các bạn, mà đặc biệt ở đây là rơm khô các bạn ha. Và các bạn phủ lên một lớp ha, để cho nó đều, để nó giữ lại cái nhiệt độ ẩm á, thì để cho cái khả năng nó mọc nó đều như thế này nha các bạn. Để mình quay cho các bạn xem kỹ về cái cây cải thề nha. Thì ở ngoài thị trường các bạn, nếu mà một cái giá của cây cải thề này bán lẻ thì nó là tầm 10.000 một ký nha các bạn ha. Tầm 10.000 một ký thì giá cả thì nó có thể là nó chênh lệch các bạn. Để mình quay tổng quan cho các bạn xem. Ở đây là một cái mô hình đó là trồng cải thề là đi ống nước nha các bạn ha. Thì mình không có tốn cái thời gian để mình tưới. Ở đây mình chỉ bật bung tưa lên là nó tự tưới và tưới rất là đều nha các bạn. Thì cái cây cải thề này nếu mà cái thời gian mà nếu mà từ ngày gieo mà tới ngày thu hoạch các bạn, thường là 1 tháng nha các bạn ha. Sớm là 28, chậm nhất là 32 ngày là chuẩn về cái cây cải thề này nha các bạn. Và ở đây là khi mà mình gieo thì bón phân thì nên ở đây mình bón phân là ure với chung dư lượng nha các bạn ha, là nó chuẩn nha các bạn ha. Thì mỗi người là mỗi cái cách trồng nó khác nhau các bạn. Có bạn thì người ta trồng một cái loại cây khác các bạn, mà cái lượng phân nó còn á, khi mà người ta trồng lại thì cái khi mà bạn trồng lại cái cây cải thề này á, thì cái bạn bón phân nó cũng rất là ít. Ví dụ như bạn trồng gừng á, sau đó là bạn xen canh với cái cây cải thề này nè, vừa trồng gừng xong là bạn trồng lại cây cải thề, thì khi mà bạn trồng tiếp tục á, thì cái lượng phân nó rất là ít nha các bạn ha. Thì ở đây thì mình trồng là mình trồng là bón phân là chung vi lượng với hàng ure nha các bạn ha. Ở đây là mình pha xong rồi mình xịt, chứ mình không có bón trực tiếp nữa. Có nghĩa là mình bỏ vô cái bình là bình 20 lít các bạn, phân mình quậy đều lên và mình xịt. Thì đó là cái cách của mình nha các bạn ha. Thì các bạn là còn đây là một buổi lên rất là tốt mọi người ha. Đất ở đây là mình sử dụng là đất thịt nha các bạn. Thì dùng thôi, mình thấy cũng có nhiều dùng người ta trồng cái đất cát á, thì mình thấy cái khả năng nó lên thì nó cũng không bằng cái đất thịt này nha các bạn ha. Đó, quay dẹt ra cho các bạn xem nè, rất là đều mọi nha mọi người, lên rất là mộc, rất là đều luôn. Thì thời gian thu hoạch nó là khoảng 30 ngày nha các bạn. Thường á, là mình sẽ mướn công lại cắt, và cắt ở đây cắt bằng cái dao thật là bén nha, nó mới lên tốt nha các bạn ha. Đây các bạn, cứ ví dụ như là khi mà mình thu hoạch các bạn, thì cứ là bốn bó vậy là mình sẽ ràng một cái cọng thun nha các bạn ha, và bỏ vô một cái sọt đó. Đó là cái hình thức mà để là thu hoạch các bạn. Thì khi mà nào có điều kiện thì mình sẽ quay cho các bạn cái cảnh mà thu hoạch ha. Ở đây mình đang quay cái đám cải nó non mơn mớn luôn các bạn. Cải này các bạn thì thị trường là người ta hay về ta mua về người ta xào các bạn, hoặc nấu canh cũng vẫn được nha các bạn ha. Cải thề, cái này gọi là cải thề nha các bạn. Để quay cận cảnh cho các bạn xem. Thì cái kênh của mình các bạn quay rất là nhiều loại cây các bạn, thì bạn có thể là vào đó các bạn tham khảo ha. Vì cái kênh của mình đa số là chia sẻ các loại cây trồng về kinh doanh các bạn. Để quay cận cảnh về cái cải thề này các bạn. Thì bạn nào mà đang xem video của mình thì hãy like cho mình một like nha các bạn ha. Cũng như là bên dưới có nút đăng ký thì các bạn bấm vào nút đăng ký giúp mình nha các bạn. Khi mà các bạn bấm nút đăng ký kênh mình thì các bạn sẽ nhận được những thông báo từ cái kênh của mình về các loại cây trồng ha. Đây các bạn, đây là cái cây cải thề nha các bạn ha. Thì cái cây cái này thì nó cũng hay bị sâu ăn lá các bạn nên cũng hơi xịt thuốc là
ví dụ như tuần mình xịt lần nha các bạn ha, nghĩa là một tháng đó là có 4 tuần là bạn xịt đâu khoảng 3 lần nha các bạn ha, là các bạn thu hoạch được luôn rồi đó. Và khi mà các bạn trồng cái này thì các bạn nên đảm bảo cái lượng nước nha các bạn. Này quay, đây là một cây cải nó bị sâu mấy dưới các bạn ha. Máy điện thoại mình hơi mờ nha các bạn. Các bạn xem thông cảm cho mình ha. Quay cận cảnh cho các bạn xem về cái cây cải thìa. Thì thị trường thì nó bây giờ cái giá hiện tại mình quay cái video này lên đó, thì nó tầm khoảng là 10.000 nha các bạn. Có thời điểm thì nó sẽ mắc hơn, nhưng mà có thời điểm á nhiều người trồng quá thì nó sẽ rẻ nha các bạn ha. Nhìn rất là đã mọi người ha. Cái này là mới có 20 ngày thôi các bạn. Canh nó lên khoảng cao cao cỡ này thì mình chia sẻ cho các bạn luôn, chứ mà đợi tí khoảng để xíu nữa là mình sẽ thu hoạch rồi các bạn. Ở đây là mình mướn công lại thu hoạch nha các bạn ha, chứ mình không có làm nữa. Tất cả là mướn công hết nha các bạn. Đó. Thì ở bên tay phải mình này các bạn có một cái hồ nước nữa các bạn. Hồ nước này là để là đảm bảo cái lượng nước của cái cải thìa nha các bạn ha. Sáng thì mình sẽ tưới một lần và chiều mình tưới một lần. Buổi trưa thì mình hạn chế các bạn. Còn ví dụ như những cái ngày này mình đang quay cho các bạn xem thì có bão này các bạn, thì mình không có tưới luôn các bạn ơi. Hôm nay là bà bão cả ngày luôn á. Để đi tới cái khu vực này quay cho các bạn xem. Cái này mọc lên cũng chưa đều mấy nữa các bạn, do là cái mình rải nó hơi dày các bạn. Thì bạn trồng cái này thì bạn nên rải cho nó, cố gắng rải cho nó đều ha. Thường là người ta sẽ có một cái cây ống nước các bạn, và người ta sẽ bỏ hột vô đó, và người ta đi tới là hột nó đi tới đâu thì nó rải rất là đều. Chứ mà mình rải bằng tay thì nó rất là khó. Nếu mà rải bằng tay thì các bạn nên trộn với cát à. Sau đó là các bạn rải ha, thì nó sẽ đều hơn. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm của mình các bạn thôi, chứ thực sự là trồng cải thìa này thì có rất là nhiều anh em là trồng theo một cái cách khác nhau hết các bạn. Nói chung là mỗi người là mỗi kiểu thôi. Ở đây mình chủ yếu là mình chia sẻ kinh nghiệm riêng của mình thôi, về trồng thôi. Thì ở đây mình cũng quay cho các bạn xem nè. Thì đám cải của mình cũng rất là tươi tốt nha các bạn. Và ở đây là cứ 2 clip là mình đi một ống nước ha. Còn như bạn trồng các loại cây khác thì 4 clip. Ở đây mình đi 2 clip thôi. Thì video mình quay ngắn tới đây thôi nha các bạn ha. Hôm nay cũng như là chia sẻ cho các bạn về cái thời vụ mà để trồng cây cải thìa, cũng như là cái cách mà bón phân nó như thế nào, thì mình cũng đã chia sẻ nhanh trong cái video này rồi đó. Thì bạn nào chưa like thì hãy like cho mình nha. Rồi thì mình xin được mến chào tất cả các bạn ha, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau ha. Cũng như là các bạn có câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới ha. Ở đây là một cái cải rất là tốt của mọi người ha. Rồi mình xin được mến chào.